Ukraine muốn có lá chắn hỏa tiễn Patriot của Mỹ. Trước các đòn tấn công hỏa tiễn ồ ạt của Nga khiến cơ sở hạ tầng thiệt hại nghiêm trọng, giải pháp cho Ukraine chỉ có các hệ thống phòng không tối tân. Mới đây, Kiev cho biết họ đã đề nghị Mỹ chuyển giao lá chắn hỏa tiễn Patriot trên Twitter ngày 17 tháng 11. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thông báo ông điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ông đã cảm ơn Mỹ hỗ trợ quân sự, đồng thời hối thúc Washington nhanh chóng chuyển giao cho Kiev tổ hợp hỏa tiễn phòng không. Ông nói hệ thống NASAMS đã chứng minh được hiệu quả. Tôi tin đã tới lúc chuyển giao Patriot. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine tự vệ. Tuy nhiên, ông Antony Blinken không bình luận về yêu cầu của Ukraine đối với tổ hợp hỏa tiễn phòng không Patriot. Ukraine đã nhận được hệ thống phòng không NASAMS từ Mỹ và Arethi từ Đức. Song số lượng còn hạn chế, cho đến nay Washington chưa phát đi tín hiệu nào cho thấy sẽ sớm cung cấp các tổ hợp Patriot cho Ukraine. Patriot là hệ thống hỏa tiễn phòng không đa năng của Mỹ, tầm bắn từ 70 đến 160 km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. Patriot có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu từ trên không, bao gồm chiến đấu cơ, hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn hành trình. Hệ thống này có thể nhận biết hơn 100 mục tiêu khác nhau cùng một lúc và theo sát tối đa 8 mục tiêu liên tục.